Sáng ngày 26 tháng 1, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ khai mạc chương trình Chợ Tết Công đoàn 2024 và chương trình Tết Xuân Vầy Xuân Chia Sẻ 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân, lãnh đạo thành phố Cần Thơ và công nhân người lao động trên địa bàn. Chương trình được diễn ra trong 3 ngày 25, 26, 27 tháng 1. Tại buổi khai mạc, ban tổ chức đã trao hàng trăm suất quà gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm cho đoàn viên, người lao động. Hôm nay được nhận phần quà của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ thì bản thân thì rất là vui mừng. Và đặc biệt là nhận tiền mặt, mua một số nhu yếu phẩm và mua đồ đạc, đồ sắm Tết cho hai đứa con. Cảm thấy là Liên đoàn tổ chức cái chương trình này rất là ý nghĩa và thiết thực cho dành cho công nhân như chúng tôi. Hôm nay tôi nhận được mì rồi những phần quà mà chẳng hạn không đồng cho chúng tôi. Bên cạnh đó, khi tham gia chợ Tết Công đoàn năm 2024, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố còn được mua sắm hàng hóa từ phía mua hàng có hỗ trợ giảm giá và gian hàng miễn phí không đồng. 16 năm rồi tôi cũng nghỉ Tết, tôi cũng cố gắng làm nhiệm vụ mình cho thật là tốt, phục vụ cho dân, rồi đường phố sạch đẹp. Hôm nay đi chợ Tết Công đoàn, cái này thì cũng vui trong lòng, cũng biết là cũng đỡ được phần nào. Thì nãy giờ thì cũng đi tất cả các gian hàng rồi, cũng đang lựa chọn nhưng mà chưa có quyết định mua gì. Thì mình để mình coi qua hết các cả gian hàng rồi mình mới quyết định mình mua sản phẩm. Qua một vòng thì mình thấy giá cả thì nói chung là cũng phù hợp với cái túi tiền của cái người lao động, với người công nhân. Thay mặt ban thường vụ liên đoàn thành phố, tôi cũng mong muốn và kêu gọi tất cả công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn nhiệt tình hưởng ứng chủ trương của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố vui xuân đón Tết với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tôi đề nghị ban thường vụ liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ tích cực tham mưu cho đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam thường trực thành ủy Cần Thơ lãnh đạo phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đặc biệt quan tâm tới vấn đề việc làm, tiền lương, pháp luật lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người lao động, tạo sự tin tưởng tích cực gia nhập gắn bó với tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng quê hương Cần Thơ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Ban thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ cũng cho biết sẽ tiếp tục nắm chắc tình hình công nhân lao động, nhất là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, giảm giờ làm, công nhân không về quê đón Tết, lưu trú ở các khu nhà trọ để báo cáo cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên kịp thời chăm lo, hỗ trợ.